chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những lát cắt thể thao thú vị cũng như là những câu chuyện bên lề hậu trường của thể thao rất là mới lạ. Và chúng ta vẫn thường nói rằng là bóng đá thì không có biên giới và bất kỳ ai thì cũng sẽ có một tình yêu bất tận dành cho quả bóng tròn và mỗi người thì cũng sẽ có cách để thể hiện tình yêu đó của mình. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng là mình sẽ xem bóng đá mà không nhìn thấy gì hay không? Nếu như quý vị vẫn chưa có câu trả lời thì Hạnh Dung xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi gặp gỡ một nhân vật sau đây. Nếu tạo hóa đã không ban cho một đôi mắt sáng, bạn sẽ dùng tất cả các giác quan còn lại để cảm nhận cuộc sống xung quanh. Chàng sinh viên năm 3 khoa tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Hải Nam đã dùng tất cả 5 giác quan còn lại của mình để sống, để trưởng thành và để đam mê. Làm quen với bóng đá qua tiếng bình luận phát ra từ chiếc tivi, rồi trở thành một cổ động viên đam mê quả bóng tròn. Nam tận hưởng niềm đam mê của mình cũng như bao người khác, xem bóng đá qua tivi, theo dõi thông tin qua internet, tham gia tương tác với cộng đồng cùng sở thích và khi có thể thì ra sân vận động trực tiếp thưởng thức không khí. Không chỉ vậy, Nam còn có đời sống tinh thần phong phú với tinh thần say mê học hỏi. Với Lâm Hải Nam, mọi thứ đều có thể bắt đầu, chỉ cần có hành trang là lòng đam mê và sự nỗ lực. Vâng, thưa quý vị, nhân vật trong đoạn clip vừa rồi cũng sẽ là nhân vật chính trong buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến quý vị, đó chính là bạn Lâm Hải Nam. Và ngoài bạn Nam ra thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta còn có sự tham gia của một vị khách mời khác, đó chính là nhà báo Huỳnh Sang. Xin chào anh Huỳnh Sang, xin chào bạn Nam. Xin chào tất cả quý vị khán giả, ba bạn. Xin chào chị Thành Dung đến với chương trình Thể thao và Cuộc sống. Không biết là Nam đã bao giờ ngồi nói chuyện ở trong một cái phim trường truyền hình như thế này chưa? Lần này lần thứ hai em được ngồi ở phim trường thì lần thứ nhất thì em đã được tham gia chương trình bóng tròn với anh Nguyễn Đình Khôi. Chương trình bóng tròn thì là một chương trình truyền hình trực tiếp luôn á, nó khác với chương trình này một xíu. Thì chắc là để chị giới thiệu sơ với cho em về cái bối cảnh phim trường để cho em có thể hình dung được cái nơi mà mình đang ngồi ha. Ở phía trước em á là có ba cái máy quay đang chỉ thẳng vào mình và mỗi máy thì sẽ có lấy một cái khung hình khác nhau. Rồi bên cạnh đó thì em ngồi đây thì em thấy hơi nóng đúng không? Dạ. Tại vì nóng là vì do là có rất là nhiều đèn xung quanh để mà có thể tạo được cái ánh sáng và lấy hình cho nó đẹp. Rồi ở trên thì có một cái bàn điều khiển nữa của đạo diễn ngồi bấm hình và sẽ thu lại cái phần file này. Thì không biết là Nam thấy như thế nào về cái trải nghiệm mà ở trong cái ngành truyền hình này? Cái nghiệm của em nó rất là thú vị. Rất là để cho một chương trình mà hay thì cần có sự kết hợp rất ăn ý giữa MC và các phóng viên kỹ thuật, rồi đặc biệt là các anh kỹ thuật đặc biệt rất là vất vả. Và để cho chương trình hay thì phải cảm ơn rất nhiều những anh kỹ thuật đó đã gọi là tốn thể lực và tốn cả công sức của mình để mà chỉnh một âm thanh. Mọi người, các anh kỹ thuật, các anh quay phim, đạo diễn thì mà nghe Nam nói vậy chắc cũng là mát lòng mát dạ, tại vì bình thường họ chỉ đứng sau cái camera thôi. Và ngày hôm nay thì được Nam chia sẻ như vậy thì cái cách mà giờ Hạnh Dung chia sẻ với Nam là mình miêu tả cho Nam biết để mà Nam có thể hình dung rõ hơn về cái những cái điều mới lạ. Thế thì không biết là đó có phải là cái cách mà Nam tìm hiểu cũng như là khám phá những cái điều mới lạ ở trong cái cuộc sống của mình không? Dạ thì em là luôn luôn là khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống. Và đặc biệt là internet thì khi mà kể từ lúc máy tính của em có một công nghệ cho những người khiếm thị thì em là luôn luôn là dùng nó để mà khám phá những cái thông tin mới. Tức là mình cứ tự tin mình hòa nhập với cộng đồng, mình sẽ có cách của mình để mà mình tiếp cận với lại thế giới bên ngoài đúng không Nam? Dạ. Thế thì còn đối với bóng đá thì sao? Nam là một trong những bạn cổ động viên rất là yêu thích bóng đá và có cách thể hiện cái tình yêu bóng đá của mình rất là đặc biệt. Thì ngày xưa Nam biết đến bóng đá như thế nào? Dạ thì ngày xưa em biết bóng đá cũng rất là tình cờ thôi. Ngày xưa là ba em thường hay em mở bóng đá, lúc đó thì em chỉ nghe là tiếng cổ vũ của khán giả thì em thấy em nghe tiếng nó rất là hay. Từ đó em bắt đầu mê, nhưng mà bắt đầu từ năm 2004 trở về sau thì em bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về bóng đá. Rồi bắt đầu từ Euro 2004 thì em bắt đầu gọi là tập thức khuya, trải nghiệm thức khuya xem bóng đá và được là khi mà càng tìm hiểu thì em càng cảm thấy là bóng đá rất là hay và em càng mê nó nhiều hơn.
đó là cái cách mà Nam đến với bóng đá. Cái câu hỏi anh Vũ hơi tò mò một tí là không biết là anh Huỳnh Sang ngày xưa khi mà mình còn bé thì anh thấy bóng đá như thế nào và anh làm quen với nó như thế nào ạ? Có giống như bạn Nam không ạ? Cái giai đoạn khoảng chừng năm 1982, năm 86 thì lúc đó tôi nhỏ mà. Năm 86 thì tôi 10 tuổi. Thì năm 82 thì còn nhỏ xíu thì cũng nghe hơi hướng vậy thôi. Năm 86 mà thực sự là chạy theo người ta để xem. Thì tôi còn nhớ là cả xã tôi hình như là có một cái tivi trắng đen thôi. Ở đó thì người ta mở lên thì cả sớm xúm lại xem. Tối đó tôi xem chủ yếu là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đây. Đài Hoa Sen 1, Hoa Sen 2. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào truyền hình của Liên Xô. Cho nên là ổng quay hơi mà nếu mà có vấn đề gì là ổng tắt luôn. Thì xem lúc đó thì nói chung đó là cái sự tập trung chủ yếu vào truyền hình và qua chiếc radio. Radio thì chủ yếu là nghe bóng đá. Radio là nghe từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đó là Đài Tiếng Nói Nhân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì các giải trong nước là chính. Còn truyền hình là các giải quốc tế. Thì cả một cái xã người ta đi coi như vậy từ nhỏ cho tới lớn. Thành ra cái yêu thích bóng đá bắt đầu nó hình thành từ đó. Rồi cho đến bây giờ. Như vậy thì qua cái chia sẻ của anh Huỳnh Sang thì cái niềm yêu thích bóng đá của anh nó đã được hình thành ngay từ khi còn rất bé. Và ở thời điểm đó thì anh với lại bạn Nam hình như nhận thấy là có một cái điểm chung, đó là mình xem bóng đá nhưng mà về hình ảnh thì mình cũng không có thật sự rõ nét lắm. Và chủ yếu là cảm nhận những cái âm thanh ở nhà là mình xem qua truyền hình, đúng không Nam? Yeah. Thì mình hình dung như thế nào, mình có thể chia sẻ với tất cả khán giả cùng biết không? Khi mà em xem qua truyền hình thì trước tiên là em phải coi trước chương trình bình luận trước trận đấu để xem đội hình ra sân của hai đội ngày hôm đó là khi nào, lúc rồi để em có một cái khung sẵn ở trong đầu. Rồi khi mà rồi trước khi mà vào trận đấu thì bình luận viên cũng giới thiệu kỹ lắm rồi. Và em cũng nhớ kỹ thuộc luôn. Rồi khi mà vào trận đấu thì em bắt đầu là hùa theo cảm xúc của bình luận viên đó. Và khi mình và em cảm thấy gọi là số nhất khi mà bình luận viên hô lên là vào rất là to. Và xung quanh đó thì lúc thì bố mẹ hoặc ngay cả người hàng xóm em nữa cũng vỗ tay và cũng vỗ tay hoặc là đập bàn đầm đầm luôn. Và em nhớ nhất là cái thời mà cuối năm 2008, cái lúc mà anh Công Vinh ghi bàn á, thì ép cúp thì lúc đó không, cảm xúc khó tả lắm, không thể tả nổi luôn. Đó là em với bố em là cùng dẫn nhau đi dạo ngoài đường, mà lúc đó xe đông nghịch người, đúng rồi. Mà lúc đó là cảm xúc giống như là tổ quốc, em thấy tổ quốc Việt Nam, em thấy rất là tự hào, khó tả lắm. Và cảm giác đó cũng hy vọng là trong vài năm tới nữa em sẽ có lại cảm giác đó như năm 2008. Thế thì còn những cái chiến thuật bóng đá thì em cảm như thế nào? Những chiến thuật bóng đá thì phần lớn là em nghe những chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu. Thì với em thì những chiến thuật bóng đá thì mọi thứ đều rất là hay. Cái quan trọng là khi mà tất cả đều là những chiến thuật ở trên giấy cả, nhưng mà khi mà áp dụng vào trận đấu thì các huấn luyện viên có thể thay đổi từ chiến thuật này qua chiến thuật khác bằng bất kỳ trường hợp nào. Như vậy thì trong cái môn bóng đá em đã xem nhiều, em thích rất nhiều rồi, thì cái triết lý nào hay là cái điều gì ở trong bộ môn này khiến em tâm đắc nhất và em duy trì cái niềm đam mê của em đến tận bây giờ? Điều mà em thích nhất cho bóng đá chính là bản lĩnh của cầu thủ khi mà sút penalty, nhớ là đá luân lưu 1 mét. Và đặc biệt là em rất là thích xem cái đó, và cái đó là tuyệt đối không cần cho những người yếu tim hoặc cao huyết áp. Và khi mà một cầu thủ nào đó đối diện với thủ môn thì cầu thủ cũng phải có một cái sự bình tĩnh cực kỳ cao và tập trung cực kỳ cao. Và cái điều đó cũng rất là có liên quan tới ngành học của em hiện tại. Đúng, chị đang định hỏi như vậy. Có như là ai ai sẽ có bản lĩnh mạnh hơn thì sẽ chiến thắng thôi.
chia sẻ với Nam là chị rất là sợ con Valentine, bởi vì tim nó gần như rớt ra ngoài đó, cho nên là cứ Valentine là chị phải trốn đi chỗ khác, không có đủ can đảm để xem đâu Nam. Mà lại ngược lại thì Nam rất là thích xem Valentine xem. À, nói vui vậy thôi, nhưng mà hồi nãy Nam có chia sẻ rằng là Nam rất là thích bóng đá bởi vì Nam thích là cái bản lĩnh của cầu thủ, thì không biết là những cái bản lĩnh mà của cầu thủ, các cầu thủ mà Nam hâm mộ thì nó có giúp gì cho Nam trong cái cuộc sống của mình không? Ý chị là từ bóng đá thì người ta thường hay nói bóng đá là cuộc sống mà, đúng không anh Sang? Thì bóng đá, những cái bài học trong bóng đá nó cũng sẽ là những cái bài học trong cuộc sống của mình. Thì Nam đã bao giờ cảm nhận như vậy chưa? Dạ, nói chung là em cũng có nhiều cảm nhận như vậy chị. Nhất là em những cái thần tượng em thích nhận như là Cristiano Ronaldo, hoặc là chính huấn luyện viên Jose Mourinho cũng vậy. Hoặc là chính ông Carletto hồi trước của đội tuyển Việt Nam. Thì mỗi thầy đều em đều có những bài học riêng. Cả như là các khi mà các thầy động viên các học trò là phải cố gắng đá, phải dùng chiêu trò gì đó để mà khích tướng học trò, thì chính em là người tưởng tượng ra là mình là cũng là một học trò trong trong số những người đó, và mình sẽ cố gắng hơn cho cuộc sống. Và khi mà cái năm 2008 thì anh Lê Công Vinh là người tỏa sáng những phút cuối, thì em cũng ước mơ là sau này em sẽ có một phút nào đó tỏa sáng như anh Công Vinh, và em lấy anh Công Vinh là động lực phấn đấu của em. Nếu như mà anh Công Vinh mà có xem và lắng nghe những cái chia sẻ này của bạn Nam thì chắc chắn là anh cũng sẽ rất là vui, bởi vì những cái thành tựu trong bóng đá nó không chỉ là gói gọn trong cái thế giới bóng đá, đúng không anh Sang? Nó có một cái sức lan tỏa rất là đặc biệt đối với những người mà yêu thích bóng đá. Thì anh ấn tượng gì về cái cách mà bạn Nam đam mê cũng như là thể hiện tình yêu bóng đá của mình, nó hãy dung nghĩ rằng nó khá là văn minh đó. Thực ra mà nói thì nếu nói đến Lâm Hải Nam thì trước đây tôi cũng gặp nhiều bạn đó xem thể thao cũng giới thiệu cho tôi về Lâm Hải Nam. Dạ. Giới thiệu đây là một người đặc biệt anh ạ. Người ta nói như vậy. Hỏi đặc biệt như thế nào? Thật ra tôi cũng đã tìm hiểu thì nó là thích bóng đá như vậy, mặc dù hiếm thị không thấy nhưng mà lại rất là mê, thích ra sân để mà nghe cảm nhận cái không khí trực tiếp như thế nào. Rồi lại là một người mà cũng rất là đầy nghị lực, học hành, nỗ lực, học năm ba khoa tâm lý đúng không ạ? Yeah. Rồi học tiếng Hoa, học tiếng Anh, rất nhiều thứ. Học đàn nữa. Học đàn. Như vậy thì phải thấy rằng là một người như Nam là nghị lực cũng khá là mạnh mẽ. Khi mà đam mê, thật sự đam mê thì cách gì người ta cũng tiếp cận được cái môn mà người ta thích. Khi ta đam mê rồi thì không có ranh giới, tức là không có ai có thể cản được. Thí dụ bây giờ có nhiều người thắc mắc là ủa thí dụ Nam như thế này thì xem bóng đá kiểu gì? Người ta sẽ đặt ra câu hỏi đó và người ta nghĩ rằng là Nam sẽ không cảm thấy thú vị. Nhưng mà không phải, yeah. Nam vẫn cảm thấy thú vị. Mà thậm chí là có kiến thức bóng đá nữa. Tức là tiếp cận internet, tiếp cận thông tin mà rất là rành, rất là sành sỏi nữa. Yeah. Nhưng mà cái điều đó cho thấy rằng là cái gì mà đam mê là người ta có thể đi đến tận cùng của nó. Yeah. Thì Nam là một con người như vậy. Thì cái hay là nó nằm ở chỗ đó. Yeah. 5:30 chiều giữa tuần. Bây giờ Thanh Hóa người ta... Hai bố con Lâm Hải Nam lọt thỏm giữa hàng ngàn cổ động viên máu lửa trên sân Thống Nhất để cùng theo dõi một trận cầu đinh của V-League. Đây là xe Thanh Hóa màu vàng. Đấy, cổ động viên đến rất là nhiều. Thời tiết thì hôm nay thì tương đối đẹp. Nói chung là không mưa nên các cầu thủ đã tốt. Từ chỗ cố gắng đưa con trai tiếp xúc nhiều hơn với cộng đồng, nay hai bố con đã trở thành những người bạn đồng điệu, say mê bóng đá và cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn từ quả bóng tròn. Ban đầu thì em rất là tự ti, nhưng với cái công việc và với cái việc đi giao đi học hỏi hòa đồng cái này thì làm cho cái tinh thần nó phấn chấn lên, thì gia đình cũng rất là vui. Tôi cũng sẽ cố gắng là tạo điều kiện tốt nhất để cho Nam được cái thỏa mãn cái niềm đam mê này. Thì ra sân xem thì sẽ không có bình luận viên trực tiếp được, phải được cảm nhận được qua cái không khí của khán giả trên sân. Cái thứ hai là mà ta xem cũng có cái hay là được cảm nhận trực tiếp không khí như vậy, thì mình cũng buồn và vui theo cái bầu không khí của khán giả luôn. Đúng sẵn ngang. Hay vào sẵn ngang luôn, tiếp tế luôn rồi. Ngay phút đầu tiên rồi. Khi mà huấn luyện viên nó truyền
chuyển động lực cho cầu thủ thì em cảm nhận mình là huấn luyện viên đó cũng đang truyền động lực đó cho em và em đang tiếp tục sống tốt hơn. Thực sự ra trên thế giới thì cũng có một cái gọi là cái trường phái tâm lý cho những người mà thể thao này. Trong đó thì em ngưỡng mộ nhất là Mourinho và câu lạc bộ của MU. Thực sự ra những cái việc đấy thì cũng giúp cho Nam trong công tác học tập sau này. Có thể là với tình tiết như này dưới sân cỏ, huấn luyện viên có thể cổ động cho các cầu thủ đã cháy hết mình. Và từ đấy cũng là cái niềm áp dụng vào học tập cho em. Nên là cái này là cũng có thể được kết hợp vừa thỏa mãn cái niềm đam mê mà cũng kết hợp cho công tác học tập sau này và hành trang ngoài đời của em. Dạ, em thấy rất là tự tin. Tại vì người khuyết tật hay người bình thường thì cũng như nhau và ai cũng có những cơ hội như nhau để mà thể hiện mình. Quan trọng là mình có tận dụng được tốt các cơ hội hay không. Đẹp quá, chúng sẵn ngang. Hạnh Dung có một câu hỏi hỏi thật anh Sang là nếu như mà anh không bận công việc thì anh có dành thời gian để ra sân thống nhất không? Thật ra xem bóng đá phải đến sân. Thường là như vậy. Ví dụ như là thời gian cho phép thì mình sẽ ra sân xem nó hấp dẫn hơn. Không khí nó gọi là nó gần gũi hơn. Bây giờ Nhân nói về việc mà ra sân xem bóng đá thì Hạnh Dung cũng đặt ra một cái vấn đề. Đó là hiện nay thì ở trên sân cỏ về cái cách mà các cổ động viên họ cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình nó cũng có gây nhiều tranh cãi. Một số người thì lại quá khích và họ dùng những cái lời lẽ khá là thô tục dành cho các cầu thủ ở dưới sân và thậm chí là cả ban huấn luyện và cả trọng tài nữa. Rồi có một số người lại có những cái hành động không hay, họ đánh nhau rồi họ đốt pháo sáng rồi họ ném chai xuống nữa. Thì Nam là một người bạn cổ động viên, Nam ra sân cũng nhiều lần rồi, rồi Nam cũng xem bóng đá và cập nhật tình hình bóng đá rất là kỹ. Thì em nghĩ gì về cái cách mà mình thể hiện cái tình yêu bóng đá của mình dành cho đội bóng mình yêu thích? Em nghĩ này, khi mà người ta bước một được cái đó thì người ta không còn kiềm chế được mình nữa, không khinh được gì nữa, họ hành động một cách tùy tiện bừa bãi, nên họ có gì thì họ chơi nấy, nên là trước tiên là phải các cổ động viên và các cầu thủ trên sân của nó phải thực sự bình tĩnh rồi xem điều đó đúng hay sai, rồi cái gì nhắc nhở hay là chọn nhắc nhở sau rồi chứ không được chứ còn hơi chỉ cần hơi ép mình một chút xíu thôi là họ là mất bình tĩnh, hành xử không chuyên nghiệp. Thì tiên là các cầu thủ và các cổ động viên nữa phải học tập kiểu nước ngoài, dù có thế nào thì cũng phải cổ vũ hoặc nhiệt tình và hoặc fair play, và chứ đừng để mà những hoàn cảnh bên ngoài tác động vào khiến cho mình cảm thấy mất bình tĩnh và cổ vũ một cách thái quá, không có fair play như thế thì cũng không tốt đi nào. Đó cũng là một vấn đề về văn hóa cổ vũ đúng không Huỳnh Sang hả? Thực ra mà nói thì chúng ta đang kỳ vọng có một cái khán đài thật sự nó có văn hóa. Dạ. Nhưng mà cái sự kỳ vọng này thì tôi nghĩ không chỉ riêng Việt Nam đâu, cả bóng đá thế giới sẽ không bao giờ đạt được. Chắc chắn là lúc nào cũng sẽ có một nhóm cổ động viên hooligan, cũng sẽ có một nhóm người mà người ta cổ vũ bóng đá nó quá khích. Yeah. Ở đâu cũng vậy, kể cả là các nền bóng đá tiên tiến, kể cả châu Âu, kể cả Nam Mỹ. Nhưng tại vì bóng đá nó có cái đặc tính như thế này nè, ở đây mình không phải là mình chấp nhận những hành vi đó đâu, lúc nào mình cũng lên án là hành vi quá khích. Nhưng mà có thể cái điều kiện này nè, nó làm cho cái hành vi quá khích nó bộc phát. Tức là bóng đá là cảm xúc mà. Khi xem bóng đá nó tạo cái cảm xúc mạnh lắm, thể thao vua mà. Thì nó tạo cảm, thí dụ như bây giờ đánh bi da người ta đâu có cho mình vỗ tay lớn đâu. Dạ. Lấy hai ngón tay nhớ gõ gõ vậy thôi đúng không, thì tự nhiên nó đè nén cảm xúc xuống. Nhưng mà khi vào cái không gian của bóng đá thì cảm xúc cứ bùng nổ thoải mái, cho nên cái gì nó thoải mái. Đâm ra Nam nói chính xác, chắc là học tâm lý học. Dạ, đúng chúng ta đang nói về vấn đề đúng tâm rồi lý. Tức là cái gì mà nó bùng nổ rồi nó sẽ vượt ngưỡng. Dạ. Tại vì không phải ai cũng có khả năng control mình hết, kiềm chế mình, kiểm soát mình. Vậy thì có khi người ta thái quá. Cho nên ở đây chúng ta nói là cố gắng hạn chế đến mức tối đa. Chứ còn để làm cái điều gì đó mà triệt tiêu nó thì tôi bảo đảm không bao giờ đạt được. Dạ. Thế thì Nam không biết là khi mà ra sân thì có cùng với mọi người hô hào rồi hát hò không? Dạ, nói chung thì cũng có, nhưng mà em biết tự lượng sức mình thôi. Chứ, tự lượng sức mình là sao? Khi mà
Em biết cái giọng của em tới quán nào là hết cỡ thì em chỉ hát tới đó thôi chứ không hát cao lên được. Cứ hát cao lên là vỡ giọng. Không, ra sân mình cổ vũ là mình hát cho vui thôi, đâu phải là hát cho hay đâu. Dạ, yeah, hát cho vui mà cũng có hát để góp sức chút tí xíu là được. Chúng ta đã có một cuối cuộc trò chuyện rất là thú vị về việc mà ra sân xem bóng đá cũng như là nói về văn hóa cổ vũ của các cổ động viên. Và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn quý vị chúng ta hãy thay đổi không khí một tí, bởi vì Lâm Hải Nam còn rất nhiều khía cạnh rất là thú vị khác. Chúng ta xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây. Dạ, thì em đến internet thì thứ nhất là để tìm kiếm tài liệu trên internet hoặc là nghe những cái bài hát nhạc mình yêu thích, thì rồi cũng lúc có Facebook thì cũng chat với bạn bè hoặc là có thể liên lạc với người thân bạn bè qua tin nhắn Facebook. Mục tiêu nó chỉ là thực tế ảo thôi, nhưng mà khi mà em lên mạng xã hội thì em cảm thấy mình được đối xử rất là bình đẳng như người bình thường, và em cảm thấy là người khuyết tật hay người bình thường gì thì cũng có thể lên mạng xã hội và có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ cần cố gắng làm thì sẽ được. Trong lòng phố lớn một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay xa hương đầy ngõ vắng, một chùm hoa chưa nắng xôn xao cả lòng tôi, vì nắng mai nên mưa gọi chưa hè loang nước, vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái cùng nhảy dậy khoe áo xôn xao ngập hồn tôi, khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động đường đứng ngắm trời mây, ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao, ai đã từng một lần qua nơi ấy khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao. Vừa được biết thêm một số sở thích khác của bạn Lâm Hải Nam. Hình dung hỏi thật Nam rằng là còn bao nhiêu thứ mà Nam muốn học nữa? Thì nói chung là cuộc đời còn dài thì em còn cơ hội thì em còn học nhiều thứ nữa. Quan trọng là cái thứ mình học đó có tạo cho mình cái niềm đam mê hay không là quan trọng. Nếu mà mình đam mê thì cái gì cũng học được hết. Chúng ta đã nói rất nhiều về những việc đã làm được, nhưng mà liệu rằng những lúc nào sẽ là những lúc khiến Nam cảm thấy nản chí một chút, và có hay không những cái chuyện mà Nam tạm cho mình bỏ cuộc? Về những cái chuyện nản chí một chút, ví dụ như là khi mà nhà cúp điện hồi xưa em không có guitar để chơi thì nhà cúp điện thì em cảm thấy rất là nóng bức, và lúc đó em thấy những bạn hàng xóm mà đi ra ngoài chơi rồi em cũng ước gì mình thấy đường, rồi mình cũng được như mấy bạn hàng xóm đó là được đi ra ngoài, được chơi với nhau những cái trò chơi dân gian này kia. Cái năm cấp 3 thì bắt đầu từ cấp 3 thì em đã bắt đầu hòa nhập với trường sáng, và em lúc đó em mới cảm nhận được là cái học tập nó thật sự có ý nghĩa như thế nào, và em
và chính vì học chung các bạn sáng đó khiến cho cái ý chí của em nó phấn đấu mạnh hơn và em bắt đầu cải thiện thành hơn về thành tích học tập giỏi hơn. Cái cách học như Nam á thì giống như tôi cảm nhận được, tức là tôi có đọc cái cuốn sách mà bây giờ cũng rất dễ tìm của thầy Minh Niệm mà Sài Gòn Bút phát hành, Làm Như Chơi. Cuốn sách là Làm Như Chơi, có mấy chữ đó thôi. Thì ở đây mình cũng có thể liên hệ tới chuyện học như chơi. Ở đây tức là người ta thấy được một cái niềm vui trong học tập hay là cái niềm vui trong công việc á, thì người ta sẽ cảm nhận được là cái đó nó không có gì nặng nề hết trơn, bởi vì nó giống như cái việc mình chơi vậy thôi. Thì học cũng vậy, khi mà người ta tìm thấy được cái sự hấp dẫn trong một cái bài toán, hay là tìm thấy sự hấp dẫn trong một cái câu văn hoặc là trong cái từ vựng tiếng Anh đó, thì tự động cái học lúc đó nó không còn nặng nề nữa, mà học nó là một sự khám phá, cho nên là cảm thấy thoải mái. Và nếu một ngày nào đó mình cảm thấy là học như chơi mà làm như chơi á, thì chắc chắn hiệu quả sẽ rất cao, mà không có gì nặng nề cả. Thì có thể đi tìm cái cuốn sách là Làm Như Chơi để mà đọc của thầy Minh Niệm, tôi thấy rất hay. Có đối với riêng Hạnh Dung thì Hạnh Dung cảm nhận rằng là cái điều mà khiến Hạnh Dung nể phục Nam đó là cái cách mà bạn hòa nhập với cộng đồng. Thường á, thì đối với những bạn mà có một chút khiếm khuyết như Nam á, thì khi mà hòa nhập với cộng đồng các bạn lại thu mình lại, các bạn lại tự ti. Nhưng mà riêng đối với Nam thì khi Nam chia sẻ rằng là Nam mà được học với Trường Sáng thì Nam lại càng tự tin hơn, càng nỗ lực nhiều hơn, thì đó là một cái điều rất là hay mà Hạnh Dung nghĩ là nếu như mà những cái bạn mà có đồng cảnh ngộ như Nam mà nghe những cái chia sẻ của Nam thì cũng sẽ có cho mình được những cái bài học, những cái kinh nghiệm tích lũy rất là tốt. Tôi thấy cái nghị lực của những người mà người ta bị không may bị khiếm khuyết một chút gì đó, ví dụ như là bị khiếm khuyết về chân tay, bị khiếm thị hay là bị khiếm thính. Tại vì có một lần tôi cũng mời một khách mời á, thì anh này ảnh bị mất đôi chân. Thì tôi định ảnh cõng lên cầu thang nhưng mà ảnh nói không, cứ để cho ảnh tự đi, ảnh muốn được như vậy. Thì sau này tôi thấy là những người mà người ta bị khiếm khuyết thì cái nghị lực của người ta gấp đôi mình. Cái người mà người ta bị khiếm khuyết một chút gì đó thì người ta sẽ được bù đắp một thứ gì đó. Cuộc đời này hay lắm, ông trời ông không có lấy của ai cái gì mà ông phải bù lại cái khác. Đó, thì tôi nghĩ là như vậy. Dạ, Hạnh Dung cũng rất là đồng tình với anh Sang ở hai quan điểm. Thứ nhất á, là đối với bạn Nam thì đến hiện tại chúng ta biết rằng là Nam không có một cái giới hạn nào hết, mà bạn chỉ cố gắng bước qua những cái gọi là những cái nấc thang thử thách thôi. Và cái điều thứ hai mà Hạnh Dung cũng đồng tình đó là ông trời thì ông cũng sẽ rất là công bằng. Lấy của mình cái này thì sẽ cho lại mình cái khác. Ví dụ như đối với Nam thì ông trời lấy đi cái ánh sáng, cái khả năng nhìn nhận của Nam, nhưng mà bù lại thì cho Nam một cái tâm hồn rất là nghị lực và một cái tinh thần rất là đáng để khen ngợi. Và Nam luôn cố gắng là mình sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó phong phú hơn. Thì có một cái điều mà hay nhận thấy, tôi nói Nam chắc là cảm thấy chính xác, khi mà khiếm khuyết khuyết mắt thì tai rất thính, Nam đúng không? Tai rất thính và cái gọi là mình gọi là cái giác quan thứ sáu á, mình cảm mọi thứ nó cũng sẽ nhạy cảm hơn tất cả mọi người nữa. Thế thì ở cuối chương trình thôi, Nam hãy chia sẻ cho khán giả biết rằng là hiện tại thì cái tâm nguyện lớn nhất của em là gì? Tâm nguyện lớn nhất của em thì thứ nhất là về thể thao trước. Thì thể thao thì mong cho các cầu thủ bóng đá đạt được thành tích như ý muốn, chẳng hạn như là huy chương vàng SEA Games hơn 50 năm nay chưa đạt được. Sắp tới SEA Games rồi đó. Hồi rồi cũng mong cho là những cái vấn đề ngoài lề bên sân cỏ, những cái vấn đề xấu thì bớt đi một chút, không có những sự tiêu cực nữa, càng ngày càng family hơn. Rồi đặc biệt tôi đánh cho quay là muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này đều được hạnh phúc nhiều hơn và không ai phải gọi là ca thán những điều tiêu cực nữa, và cảm xúc được đẩy lên cao hơn và tiêu cực sẽ được giảm xuống. Nhưng mà không có cái tâm niệm nào cho riêng bản thân em hết hả? Cái đó mới là cái hay, tức là chỉ nghĩ cho người khác thôi. Có hay không những cái tâm niệm nào, những cái khát khao nào cho bản thân em không? Không, em chỉ mong mọi người hạnh phúc là em cũng hạnh phúc lúc đây rồi, không cần phải. Quả là những cái chia sẻ khiến Hạnh Dung cảm thấy hơi cảm động một chút rồi đó. Và Hạnh Dung nghĩ là những cái chia sẻ của bạn Nam cũng như là những cái câu chuyện của Lâm Hải Nam dành cái tình yêu của mình cho bóng đá, và cũng như những cái nghị lực mà Nam có thể
hòa nhập với lại cộng đồng cũng như là cố gắng để phát triển, hoàn thiện bản thân mình hơn, thì đây sẽ là một trong những cái thông điệp rất là ý nghĩa dành tặng cho tất cả mọi người. Và Hạnh Dung hy vọng là chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những giá trị rất là thú vị và cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều cái niềm tin cũng như là nhiều cái động lực nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Và đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn sự tham gia của anh Huỳnh Sang và rất là cảm ơn Lâm Hải Nam vì đã đem đến cho chương trình những câu chuyện rất là tuyệt vời. Và chúng tôi sẽ xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình khác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.